Trời ơi, tưởng đâu cho 18 cây vàng, mừng muốn chết luôn. Trong đầu con đang hình dung luôn, cục vàng vậy. 18 cây, cây sắt ấp chiến lược. Trời ơi. Nói lại, làm cọc nhà, rồi cho ton. Lúc đó là mới nhồi đất. Đất á, mình nhồi rơm. Rơm á. Nhồi rơm, mới nhờ anh em ở trong đơn vị ra hỗ trợ trét đất, đắp vách. Bền lắm á, nhà đất rơm giờ là modern đó. Thì cô chú phấn đấu một thời gian là từ đất vách đất, rồi cái chuyển sang là vách cây cao á, cây cao còn trẻ đó. Trẻ rồi mình tắp vách, sau đây nó khô á, nó tốp lại, nó cong lại. Cho nên là ở ngoài người ta thò vô móc. Thời đó biện cấp quần áo thầy. Rồi sau cái vách cao rồi cái là chuyển qua sách gỗ, vách gỗ. Cái giai đoạn mà nhà khá nhất là nhà được vách dán. Cô chú có bao nhiêu người con? Có hai đứa. Hai hả? 10 năm sau mới dám sinh một đứa nữa. Sao lâu dữ vậy con? Ngày xưa là có cái phát động phong trào mà mình sanh con thứ nhất cách thứ 2,5 năm còn không bị kỷ luật á. Yeah. Ngày xưa đó thì cô chú không phải 5 năm mà 10 năm, tại vì điều kiện mình khó khăn quá. Với lại nó đời sống nó khổ quá. Khổ quá. Ta nói là một túp liều tranh hai quả tim vàng thì cũng khó sống với nhau lắm. Thì cô chú có lâm vào một trong những hoàn cảnh đó khó quá mà có khi nào căng thẳng về tiền bạc rồi mệt mỏi này kia, nó có xảy ra chuyện gì không cô chú? Trước khi trả lời câu hỏi này, chú nói thêm cái quá trình phấn đấu của mình để xác định cái giai đoạn mà câu hỏi của Quyền Linh đó. Đầu năm 86, sau khi ăn Tết là mùng 5 Tết 86 là chú đã tiếp tục đi học. Chú đi học ở trường Đảng Trung ương là 3 năm như thế. Ở nhà một mình bà nuôi con. Đến là tháng 8 1988 chú mới ra về. Chú đi làm việc nhưng mà hai chồng bạn nhau. Bây giờ ngoài đồng lương thì làm sao mà đủ sức để nuôi con? Bài mưu tính kế tìm cách làm ăn, tức là mượn cái văn phòng hợp tác xã mua bán, mượn cái sân trước đó, làm cái quán cà phê. Đến quán cà phê thứ hai là chú mượn cái kho bột cửa hàng lương thực số 5 ở trên đường Dạch Xuyên. Thưa quý vị, ứng dụng NetLove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu, về gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng NetLove. Xin chào cô chú ạ. Xin mời chú giới thiệu về mình. Tôi từ Xuân Sơn, nay là 62 tuổi, ở Bình Dương. Dạ. Yeah. Mời cô ạ. Xin chào Huyền Linh, xin chào Ngọc Lan. Tôi là Vương Kim Hà, năm nay 63 tuổi, hiện vẫn còn công tác tại câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương. Yeah. Chú hiện nay làm gì? Tôi hiện nay đã nghỉ hưu được 3 năm. Yeah. Nhưng mà hoàn toàn chưa nghỉ, tức là bây giờ đang tham gia vô một cái hoạt động là tư vấn chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Trước đó chú là gì ạ? Có hơn 42 năm làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước, và trước khi nghỉ hưu là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Wow. Một cái gọi là bề dày. Yeah. Rất là dày luôn. Chú làm mặt trận là rất là vất vả luôn. Yeah. Mặt trận nghĩa là trận nào cũng có mặt. Đúng. Bây giờ chúng ta hãy quay ngược trở lại với lại thời vàng son. Thì cô chú gặp nhau ở trong cái hoàn cảnh nào ạ? Hai cô chú cùng công tác ở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thời đó là thị xã Thủ Dầu Một. Chú là về cơ quan trước làm trưởng ban thể dục thể thao, cô về sau cô làm chủ tịch hội đồng đội. Lúc đó rất là nhiều cái bông hồng kế bên chú ha. Thanh niên mà ai cũng rất là năng động, sáng tạo rồi vui tươi rồi. Tại sao chú lại có duyên với cô nhỉ? Xung quanh mình có nhiều bông hồng nhưng mà chưa có bị tiếng sét. Tiếng sét nó kế bên cho nên nó mới gắn kết đời mình. Chú nhớ tiếng sét đó lần đầu tiên gặp mặt là ấn tượng gì không ạ? Ấn tượng một cô gái tuy là nhà quê nhưng mà rất là đẹp, sáng da hồng hào, và đặc biệt là cá tính là mạnh mẽ, cương quyết, nói làm là làm, không nói hai lời. Ồ,
thầy Trường. Thế còn cô ạ, thời gian đầu khi mà cô chú gặp nhau thì điều gì ở chú khiến cho cô cảm động và cô ấn tượng nhất? Cái suy nghĩ của cô thời trẻ, cô thích kiếm một người yêu phải khỏe, cao, to, nói chung là điển trai. Dạ. Gặp chú Sơn là thấy y chang luôn. Y chang luôn. Dạ. Khỏe, cao, to hả? Cao, to, đẹp trai. Cao rồi nha. Dân thể thao. Dạ, dân thể thao nữa là đúng luôn ha. Chú nhớ cái ngày đầu tiên mà chú gọi là làm sao có thể để cô nhận cái tình cảm của mình á, là chú có phải trải qua những cái thử thách gì không, hay những khó khăn gì hay không? Xung quanh cô là có nhiều chàng trai thanh niên. Dạ. Ở nhà quê có, ở cơ quan cũng có. Nhưng mà ông bà mình nói là đẹp trai không bằng trai mặt. À, mình có điều kiện gần gũi, giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Đó là một cái câu chuyện vui. Dạ. Ta là cái chuyện tình trên chiếc xe đạp. Tức là lúc đó là cô đi học trường đoàn Trung ương. Cái thời kỳ mà 80, 81 á. Và từ thủ vô một, hàng tuần chú đưa cô đi xuống trường đoàn Trung ương ở Sài Gòn, ở gần cầu Công Lý, bằng chiếc xe đạp. Sáng thứ hai là đưa đi, chiều thứ bảy rước về. Chặng đường mỗi lượt vậy là hơn 30 cây số. Trời ơi, 30 cây số chú chở cô đi, rồi chở cô về là 60 cây số bằng xe đạp. Bằng xe đạp. Giờ chắc mình đạp không nổi đâu. Bởi vậy cô mới chọn một cái người cao to, khỏe. À, cái mối tình xe đạp đó chắc nó lãng mạn lắm chú hả? Cái xe đạp là xe đạp dàn cái. Dàn cái là không sao ngồi, chú? Không ngồi đằng sau, ngồi trước. Xe đạp sườn ngang á hả chú? Ở dàn ngang á, dàn ngang á. Thì mình cầm lái rồi, bà ngồi đây. Cái đạp hoài nó không mệt. Trời ơi. Mà đường lúc đó chắc nó cũng đẹp gì lắm. Nó chắc nó cũng dằn lên dằn xuống, đúng không cô? Mình dựa vô, dựa vô ngực nha nè. Dựa vô vậy đó hả? Trời ơi, tình cảm lãng mạn quá. Cái đầu đây nè, cái hơi thở. Trời đứng nhanh thơm, trời đứng nhanh thơm. Ôi trời ơi. Thấy chưa? Bây giờ người ta nói rằng á là thời buổi hiện đại đi, xe hơi đâu có tình cảm đâu. Xe hơi người lái bên này đâu có dựa vô được. Có thể là những chàng trai thời bấy giờ xung quanh cô thì cũng gần cô lắm, nhưng mà chú lại chọn một cái cách tức là gần hơn nữa, là phải ôm trọn cô bằng cái cách đạp xe. Thì cái cự ly nó sát lắm, nó có tới đây nè, đó quý vị. Nó như thế này thì làm sao mà không gần cho được. À, chú chợt nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ đó. Nhớ khi xưa anh chờ em trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi giữa trưa hè. Xe đạp ơi, đã qua rồi còn đâu. Trời ơi, nó lãng mạn quá. Mai mua chiếc xe đạp chở vợ đi coi. Cô ơi, thế thì bao lâu thì cô mới chấp nhận tình cảm của chú ạ? À? Hết cái thời gian học trường đoàn là một năm, cứ mỗi thứ bảy và mỗi thứ hai đưa đi vậy. Xong rồi hết cái đợt đó là mới thấy có tình cảm. Chắc chiếc xe nó cũng tan nát rồi mới có tình cảm ha. Cái xe được tu bổ đẹp lắm. À, tức là tu bổ theo tu bổ thường xuyên. Người đẹp phải đi trên xe đạp. Xe đạp không có máy nổ nhưng mà nó phải đẹp. Nhưng mà chú ơi, Quỳnh Linh nghĩ này nè, cho dù nó đẹp cách mấy đi thì người phụ nữ cũng phải kiên nhẫn lắm mới ngồi, tại nó đau mông lắm. Thực chất mà nói, ngồi trên cái đoàn dông mà 30 cây số bây giờ đó, thật sự mình cỡ nào ngồi cũng nổi chứ. Có cái khăn á, có cái khăn nhỏ lót ở dưới chứ không phải ngồi dần cái. Thấy chưa? Trời, biết đó, ngay mà. Có miếng ghế đàng hoàng. Tôi lấy cái ghế đó nè, đó này lót lên cái đoàn dông chứ ngồi gì nổi mà ngồi. Mà đi á là ảnh hay mang theo cái túi nho nhỏ đựng dụng cụ nữa. Giỏi lắm. Bởi vì mình biết cái lộ trình dài thế, đi xe thế nào cũng có trục trặc. Cho nên là dụng cụ sửa xe, giá xe có đủ. Cho nên từ đó đó, mấy anh chàng ở trường đoàn học chung á mới hỏi, ông nào mà thấy hàng tuần cứ xuống rước về đây. Lúc đó em trả lời sao em? Em nói cái ông này ông sửa xe đạp kế nhà. Trời đất ơi. Tàn nhẫn dễ sợ. Tao có dám nói bồ nữa. Bởi trên xe có ông bồ, không có dụng cụ xe, sửa xe đó y như là ông thợ sửa xe đạp. Cho nên nói vậy cũng không sai. Nhưng mà có cái khó ngày xưa đó, William biết được trong các tổ chức, cơ quan, đoàn đảng hay đoàn thanh niên á, muốn yêu nhau không phải dễ đâu. À đúng rồi. Mình phải đăng ký, mình phải báo cáo với cấp trên á. Vậy hả chú? Mình, đúng rồi, mới tìm hiểu chứ đâu phải giờ con muốn quen ai quen đâu. Thời đó là quản lý công chức nhân viên rồi chặt lắm. Như đúng như Quyền Linh nói, tìm hiểu nhau là phải báo cáo với tổ chức. Và khi nói chuyện là
lên cái chỗ bàn làm việc hoặc là cái chỗ bàn ăn tập thể đó ngồi nói chuyện, chứ không có mà đi cái chỗ riêng tư. Đi đưa rước cũng phải xin phép tổ chức. Cái quá trình báo cáo là 6 tháng và sau 6 tháng thì báo cáo kết quả tìm hiểu. À trời. À, coi quyết định tiến đến hôn nhân chưa hay là tiếp tục tìm hiểu. À, vậy tức mỗi người phải báo cáo cô chú ha. Phải báo cáo. Mình viết giấy mình báo cáo là phải gặp rồi mấy lần rồi ABCD gì đó. Không, chỉ báo cáo miệng thôi. Báo cáo công khai mọi hoạt động của mình. Ví dụ như giờ mình giả bộ mình nắm tay cái mình có báo cáo là mình đã nắm tay rồi chú. À, cái đó không báo cáo. Cái đó báo cáo. Vì lúc đó về ngồi trong sáng vậy rồi sao? Sao mà nắm tay được ha? Nắm tay này kia được chú. Ngồi đối diện chứ không phải ngồi gần được, ngồi gần vậy đâu. Đối diện luôn hả? Vậy rồi đến khi nào cô chú mới được nắm tay nhau một cách thoải mái? Khi báo cáo tổ chức xong á, rồi đi học về, rồi báo cáo với tổ chức là đã tìm hiểu rồi, rồi chuẩn bị đi đến hôn nhân, thì lúc đó mình nắm tay được. Trời ơi, gian nan quá. Khó chứ trời. Để cho thấy được rằng là chính cái khó khăn đó, cái nhẫn nại đó, cái gọi là vất vả đó, nó mới bền chặt. Vậy thì bao lâu từ lúc mình quen, mình xin phép tổ chức cho đến nắm tay đầu tiên, tới bao lâu thì cô chú mới kết hôn? Sau gần hơn một năm. Chưa đâu, còn trước khi kết hôn phải qua một giai đoạn thử thách dữ dằn mà không biết giờ ông xã còn nhớ không? Dữ dằn là sao chú? Cái điều kiện gia đình hai bên khó khăn. Dạ. Hai đứa đi làm mà tự lập là chính. Kỷ niệm sâu sắc trong cái cuộc đời tiến đến hôn nhân á là giai đoạn chú ngủ với heo. Là sao chú? Tức là ở cơ quan có một cái nhà riêng, hồi xưa có cái nhà nhỏ thì chú ra chú ở riêng, và cái không gian á nó còn có khoảng 1 mét ngang, dài 4-5 mét, chú nuôi heo chú thả bên ngoài. Dạ. Nhưng mà chú đục cái vách nhỏ đó, tối cho nó vô nhà nó ngủ, sáng cho ra ngoài. À, như vậy là nuôi được hai lứa heo á thì mới có tiền đi cưới vợ. Nhưng mà cô thấy chú vất vả thế, trong khi bên ngoài cũng có nhiều chàng trai khá hơn rồi, mình có bao giờ mình suy nghĩ lạc lòng không cô? Nói chung là suy nghĩ thì có suy nghĩ nhiều, nhưng mà lúc đó tội nhiều hơn là cái suy nghĩ là yêu ai. Thấy sao một người này chịu cực, chịu khổ quá. Những cái cực khổ đó người ta có trải qua, thì khi mà về sống với nhau có khổ cực thì vượt qua được. Chính ra con gái cũng rất là dễ thương. Dạ. Cái chỗ là nếu như họ thấy cái khó khăn và cái nỗ lực của một chàng trai nào đó, họ sẵn sàng chấp nhận yêu, họ không màng đến cái gọi là danh lợi gì cả. Vậy thì tiền đâu mình làm đám cưới, và làm đám cưới mình đãi mấy mâm? Còn cưới vợ thì thời điểm đó là cô chú được cơ quan đứng ra tổ chức. Làm đám cưới thì các bạn lại chung tay, nào là làm đậu phộng da cá, nào là làm mứt dừa, nào là làm bánh phục linh, còn lại ít thì bánh ngọt với lại nước ngọt á thì mua. Mức giờ mà cô chú phải thức 3 đêm làm á chứ không phải mua đâu. Không, chú đúng. Cài rồi cô sắt ra rồi hai vợ chồng cùng xào. Cô chú ơi, thế thì sau hôn nhân cuộc sống của mình nó có vất vả hay không? Đám cưới xong là 2 năm sau cô mới sinh. Bị gái đầu lòng. Nữ gái đầu lòng rất là cực. Chú phải đi mua rau đồ về làm, tự làm cho cô ăn. Rồi mẹ cô ở trên quê á, là cứ mỗi một tuần vậy á, là bắt con cá hủng hỉnh, con tép, con lòng tông rồi đó. Cứ kho một mẻ về đem xuống. Và bà làm cho một hũ muối tiêu. À, ăn xong phải uống vô hũ muối tiêu này để uống nước có sữa. Chứ đâu có hầm đồ như bây giờ đâu. Nói lại thêm một ý là sau khi kết hôn, có bầu á, thì ở cơ quan được giao trong cái nhà để làm gọi là nhà sinh hoạt thiếu nhi, thì hai chồng vô quản lý cái nhà đó, ở đó và sinh đứa con đầu lòng trong cái nhà này. Dạ. Đây. Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng được một năm thì do nhu cầu cơ quan lấy lại cái trụ sở để phục vụ cộng đồng, tức là mình phải ra riêng. Bên chú là cho đất, bên vợ cho 18 cây. Bên vợ cho 18 cây. 18 cây vàng. Nhiều lắm đó. Trời ơi. Phan nói rõ nè, 18 cây sắt ấp chiến lược. Ủa. Để nối lại làm 9 cây cột nhà. Ủa? Trời ơi.
Tưởng đâu cho 18 cây vàng, mừng muốn chết luôn. Trong đầu con đang hình dung luôn, cục vàng. 18 cây, cây sắt ấp chiến lược. Nói lại, làm cọc nhà, rồi cho ton. Lúc đó là mới nhồi đất. Đất mình nhồi rơm. Rơm á? Nhồi rơm. Mới nhờ anh em ở trong đơn vị ra hỗ trợ trét đất, đắp vách. Bền lắm á, nhà đất rơm giờ là modern đó. Thì cô chú phấn đấu một thời gian là từ đất vách đất, rồi cái chuyển sang là vách cây cao á, cây cao còn trẻ đó. Trẻ rồi mình tắp vách, sau đây nó khô á, nó tóp lại, nó cong lại. Cho nên là ở ngoài người ta thò vô móc. Thời đó biện cấp quần áo thầy. Rồi sau cái vách cao rồi cái là chuyển qua vách gỗ, vách gỗ. Cái giai đoạn mà nhà khá nhất là nhà được vách dán. Cô chú có bao nhiêu người con? Có hai đứa. Hai hả? 10 năm sau mới dám sinh một đứa nữa. Sao lâu dữ vậy con? Ngày xưa là có cái phát động phong trào mà mình sanh con thứ nhất cách thứ 2,5 năm còn không bị kỷ luật á. Yeah. Ngày xưa đó thì cô chú không phải 5 năm mà 10 năm, tại vì điều kiện mình khó khăn quá. Với lại nó đời sống nó khổ quá. Khổ quá. Ta nói là một túp liều tranh hai quả tim vàng thì cũng khó sống với nhau lắm. Thì cô chú có lâm vào một trong những hoàn cảnh đó khó quá mà, có khi nào căng thẳng về tiền bạc rồi mệt mỏi này kia, nó có xảy ra chuyện gì không cô chú? Trước khi trả lời câu hỏi này, chú nói thêm cái quá trình phấn đấu của mình để xác định cái giai đoạn mà câu hỏi của Quyền Linh đó. Đầu năm 86, sau khi ăn Tết là mùng 5 Tết 86 là chú đã tiếp tục đi học. Chú đi học ở trường Đảng Trung ương là 3 năm như thế. Ở nhà một mình bà nuôi con. Đến là tháng 8 1988 chú mới ra về. Chú đi làm việc nhưng mà hai chồng bạn nhau. Bây giờ ngoài đồng lương thì làm sao mà đủ sức để nuôi con? Bài mưu tính kế tìm cách làm ăn, tức là mượn cái văn phòng hợp tác xã mua bán, mượn cái sân trước đó, làm cái quán cà phê. Đến quán cà phê thứ hai là chú mượn cái kho bột cửa hàng lương thực số 5 ở trên đường Vạch Xin đó, chú làm cái quán cà phê thứ hai. Đây là cái mốc chuyển đổi từ khó khăn sang đỡ khổ. Khuya làm một nồi bún riêu đến sáng 7:30. Cái tay nghề bà xã là nấu bún riêu rất ngon, cho nên được cô bác ủng hộ. Đặc điểm ở chỗ đó là có cửa hàng là lương thực, tức là kho bột á. Thì nếu mà xe bột 10 tấn mà chở bột nhập hàng là bất cứ giá nào, nếu không có hộp, không có kẹt thì chú phải chạy về cùng với mấy anh em xuống 10 tấn bột, xong chạy ra đây làm việc tiếp. Chiều về thì thường là lúc đó là khá là sắm được chiếc xe Honda 78, bỏ bột lên xe để chở bỏ đi các lò bánh mì. Dạ. Còn không, về nhà cho heo ăn thì bắt cái nồi rượu lên, nấu rượu để nuôi heo. Và 10 giờ đêm sau khi nồi rượu xong là chú lên chú ngủ giữ quán. Cô về, cô nghỉ ngơi. Thưa quý vị, ứng dụng NetLove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu, về gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng NetLove. Trong cái giai đoạn mà chú đi học mấy năm đó, cô có lo gì không? Chú có đẹp trai gì ha? Đúng rồi, cao to khỏe mạnh. Rồi đi Hà Nội học mấy năm nha. Rồi gái Hà Nội thì đẹp quá, mùa thu Hà Nội lãng đãng. Lo cái đó đó, cô có lo. Sao thời đó không có biết ghen là gì chứ. Vậy là thời bây giờ bước gian rồi hả cô? Dạ dạ thì cũng có một chút hương vị thôi. Với thời đó thật tình á, không có biết. Không có ghen luôn hả? Cực quá, đâu có nghĩ tới. Cái giai đoạn mà nghỉ hè đó thì không có gửi con ở mẫu giáo được, thì chú chở con xuống trường Đảng, trường Nguyễn Quốc học luôn. Trời. Cho nên công khai mọi người biết mình đã có vợ có con rồi, cho nên không có ai dây dãn mình không có hư. Cho nên là trả lời câu hỏi của Quyền Linh á, là cái cuộc sống từ khi bắt đầu yêu thương và đến xây dựng gia đình á, mình đã trải qua những cái vất vả lo toan như thế. Vợ tin tật chồng, chồng tin vợ, cho nên là không có sợ. Đó là bí quyết đó chú hả? Nói tóm lại là cái sự tin tưởng cô chú á, và cái sự kiên nhẫn, cái sự hỗ trợ lẫn nhau á, thấu hiểu lẫn nhau, nó vượt qua một chặng đường rất là dài, và trong khó khăn nó không xảy ra một mâu thuẫn nào cả. Chúng ta có những cái kinh nghiệm gì để giữ hạnh phúc đến ngày hôm nay thưa cô chú? Trước hết là tin tưởng, cái hai là nói thẳng, nói thật. Khi mà con lớn á thì cô lại sắp xếp tổ chức gia đình, cứ mỗi một tuần là
dứt khoát con cháu đi đâu đi phải về họp bữa cơm gia đình. Mình sống lâu năm trong tổ chức thì cái phương pháp mà phê bình tự phê bình được áp dụng trong gia đình, không? Bữa cơm gia đình. Hay luôn. Cái bữa cơm gia đình là bữa mà góp ý phê bình nhau. Trời ơi, đang ăn mà phê bình chắc bỏ chén cơm quá. Nhưng mà phê bình trong yêu thương chứ yêu không thương. Phải là phê phán. Dạ, tôi nói nhẹ nhàng dục tình cảm á chú hả? À, cái này hay nha. Câu chuyện của cô chú là một tình yêu đẹp. Chúng ta không than thở, không trách móc, không giận hờn, không ghen ghét gì cả. Và trải qua những điều đó chúng ta đã yêu nhau nhiều hơn. Hôm nay thì con cháu dành một món quà để tặng cho cô chú. Mời cô chú hướng về màn hình. Ba mẹ thì luôn dành những tình cảm tốt cho các con, luôn yêu thương các con, với lại lo cho các cháu rất là nhiều. Và nó là cảm ơn ba mẹ. Thì mong là ba mẹ luôn sống hạnh phúc, sống đời với con cháu. Chị rất ngưỡng mộ ba mẹ chị. Mà có một lần mẹ thì lại ghen với lại ba, cho nên là cũng giận dỗi, giận hờn ba. Nhưng mà ba thì tính lại nóng, không có chịu đi theo giống như là năn nỉ mẹ. Còn mẹ thì cũng muốn làm quề với ba mà không biết cách nào. Thế là lại kêu hai đứa con lại nói chuyện. Xong rồi kêu hai đứa con kêu ba lại nói chuyện. Sau đó thì nói ra những cái tình cảm đồ trong lòng với nhau. Ba nhớ là đừng có để cho mẹ ghen nữa. Còn mẹ thì có giận gì thì cứ chia sẻ với ba. Như vậy thì càng lúc tình già càng thấm đượm hơn. Con thì cũng có nhiều lỗi lắm với ba mẹ, nhưng mà cái nào giấu được thì cũng giấu hết. Tại vì thứ nhất cũng không muốn ba mẹ buồn. Thứ hai là cái nào mà mình tự giải quyết được thì mình sẽ giải quyết. Mong là ba mẹ sẽ hiểu, thông cảm cho những lỗi lầm của con. Đối với con á, thì con với Ngọc là đã quen nhau cũng 12 năm, từ hồi con mới là học sinh lớp 10 thôi. Từ lúc mà con đang còn là một cái học sinh, đang còn vụng về cho đến khi lớn lên vào đây làm dâu. Thì có những cái lúc mà con cũng rất là lụp chụp, vẫn rất là vụng về. Thì mẹ cũng luôn bỏ qua rồi mẹ hướng dẫn con làm những cái này cái kia. Đối với con á, thì mẹ cũng giống như là mẹ ruột và con luôn cảm ơn ba mẹ. Bởi vì tạo cho con một cái môi trường giống như là con đang ở nhà vậy. Thì nói chung là nhiều khi mình là con trai cái mình khó có thể thể hiện cảm xúc của mình với ba mẹ. Rồi nhiều khi mình cũng về cái giống như cái tôi của mình, cái mình nhiều khi mình làm sai mà mình không có mở lời xin lỗi được, nhưng mà ba mẹ vẫn luôn bỏ qua cho mình. Cảm nhận là tình cảm của ba mẹ dành cho con cái rất là to lớn và rất là vĩ đại. Cả gia đình thì ai cũng mong muốn là ba mẹ khi mà làm việc á, thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cái mong muốn lớn nhất của gia đình á, là mong ba mẹ luôn mạnh khỏe và ba mẹ luôn là cái tấm gương mẫu mực để hai cái cặp gia đình nhà mình nhìn theo. Nhà mình với nhà chị hai để mà sống, nhìn ba mẹ đó mà mình sống theo. Ba mẹ bằng tuổi nhưng mà xưng anh em từ đó tới giờ rồi. Và cái cách mà ba quan tâm mẹ hoặc mẹ quan tâm ba, nó giống như là nhiều khi mình còn cảm thấy ganh tị. Mà nhiều khi mình là cặp vợ chồng mới cưới, mình cảm giác là nhiều khi còn ganh tị với cả ba mẹ nữa. Cái cách mà mẹ làm nũng ba đó cũng giống như là cái cô dâu mới về nhà chồng thôi. Anh ơi, anh còn nhớ cái này là gì không? Tự nhiên đó giờ em tặng quà, cái nay tặng năm rồi tặng mà em không biết làm sao hết. Cái này là cái khăn đa năng.
Cái này là làm khăn. Cái này khăn quấn cổ. À, thì quấn vậy em biết nha, mà đa năng là cái gì nữa. Rồi. Còn có thể nó là cái áo. Hình như nó có tròn vô cổ cái vậy thôi anh ơi. Có thể nó là cái áo. Đây, đẩy tay lên, đẩy tay lên. Rồi, cho nó sổ xuống. Nè, cái móc. Rồi, cảm ơn ông xã. Cái này là váy. Tôi làm một cái chiếc nhẫn khi anh nghỉ hưu. À, cơ quan tặng cho chiếc nhẫn hai chỉ. Đó. Rồi mới ra tiệm vàng đổi lại vợ chồng này có mỗi người một chiếc. Con cảm ơn ông ngoại và ngoại vì mỗi buổi sáng đã pha trà phơi miêu cho con. Cháu thương ông ngoại mà ngoại nhiều lắm. Cháu ông ngoại mà ngoại yêu nhà luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau và xinh xắn đẹp trai đẹp gái. Xem xong thì chú cảm xúc thế nào ạ? Trước hết là chú thấy có nước mắt. Nhìn lại những lời phát biểu của các con và cháu ngoại, chú thấy chú rất là hạnh phúc, rất là vui. Trong tâm tâm cô thì cũng nghĩ rằng mình đã được vậy rồi, thì sắp tới mình sẽ giữ và làm thế nào hai vợ chồng già này phải là tấm gương thật sáng hơn nữa để giúp cho con rồi cháu nữa noi theo. Và cái gì mà mình hạn chế mà con có ý kiến vậy thì mình cũng phải tâm đắc và mình tự rút kinh nghiệm. À, vợ chồng tối tâm tình với nhau để bây giờ cô còn một điều bất ngờ nữa mà chú dành cho cô. Con giữ ở trong tay đây nhưng mà nãy giờ con rất là muốn đem ra mà con phải giấu tới cuối cùng. Đây là một lá thư được gửi về quá khứ do chú viết và chú gửi cho cô. Con sẽ đọc nha. Bình Dương ngày 13 tháng 11 năm 2020. Gửi người tình bé nhỏ của anh 40 năm trước, cô gái Vương Kim Hà. Em yêu, thấm thoát đã gần 40 năm chúng ta sống bên nhau. Nhớ lại ngày nào khi mới yêu nhau, gia cảnh hai bên có nhiều khó khăn. Anh, người con trai phố thị, còn em là người con gái thôn quê. Gia đình em bâng khuâng, chưa vừa ý vì sợ không hợp nhau. Và để chinh phục được gia đình, anh đã biến mình thành chàng con nông dân thực thụ. Nào là gặt lúa nè, đập lúa nè, rồi trồng kiệu nữa. Để chứng tỏ mình không kém chàng trai nông thôn gần nhà cứ lãng đãng quanh em. Và cưới nhau được 3 năm, con gái đầu lòng ra đời ngày 28 tháng 8 năm 1983. Nhớ thời nuôi con nhỏ vất vả nhưng vui lắm. Con được 2 tháng tuổi đã gửi vào nhà trẻ. Buổi trưa hai đứa mình đến nhà trẻ, em thì cho con bú, còn anh thì tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc này còn khó khăn thiếu thốn nên con gái Kim Ngân suy dinh dưỡng, đau bệnh liên miên. Lúc con được 2 tuổi thì hai đứa mình lại đi học trường đảng ở tỉnh. Cái cảnh luân phiên nhau lên lớp, luân phiên nhau trông con, cả trường ai cũng biết hết. Và lúc đó mình lại trở thành một người nổi tiếng. Đầu năm 1986 thì anh lại lên đường học lý luận chính trị cao cấp tại trung tâm trường Nguyễn Ái Quốc II ở Thủ Đức. Em lại một mình vừa làm việc vừa nuôi con. Và anh không phụ giúp được gì hết. Đúng với câu, vất vả nuôi con cho chồng ăn học. Nghĩ lại mà thương vợ yêu quá chừng. Với hai con, gái trai có đủ, cuộc sống đỡ hơn, con ngoan, học giỏi. Các con đều là học sinh giỏi suốt các cấp học là niềm hạnh phúc nhất của vợ chồng mình. Vợ yêu ạ, nói chuyện gia đình con gái nhiều nhưng không quên chuyện chúng mình. Cuộc sống vợ chồng gần 40 năm, chúng ta thật hạnh phúc vì chúng ta hiểu nhau, lo cho nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau và yêu thương nhau. Lúc trẻ, ngoài việc con cái, chúng ta còn phấn đấu cho công danh sự nghiệp, còn nhiều mối quan hệ được bạn bè yêu thương giúp đỡ nữa. Nhưng những cuộc vui quá chén đã để lại hệ lụy không ngờ, tưởng chừng như không qua nổi. Những lúc đó, chỉ có một mình vợ yêu ngày đêm chăm sóc, bạn bè, người thân thì cũng chỉ đến rồi lại đi. Khi về hưu, nghĩ mình sẽ vui thú điền viên, nghỉ ngơi dưỡng già.
nhưng không em à, em đã làm anh thay đổi quan điểm sống. Nghỉ hưu như không phải là giai đoạn cuối của cuộc đời, mà nghỉ hưu là bước sang giai đoạn mới, tiếp tục sáng tạo giá trị mới trong điều kiện mới. Vợ yêu đã đưa anh đến với công ty dinh dưỡng, nơi mà mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của bản thân, không phân biệt tuổi tác. Ở nơi đây, anh có cơ hội tiếp tục được cống hiến cho xã hội, chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Và nơi đây, vợ chồng mình cùng nắm tay đi du lịch ở trong và ngoài nước, sống vui, sống khỏe có nhau. Em yêu à, anh thật có phước khi gặp được em, là chồng của em. Mình hãy giữ trọn tình yêu này đến cuối cuộc đời em nhé. Hãy là tấm gương sáng cho con, cho cháu để noi theo. Tình yêu của anh, vợ yêu của anh, Từ Xuân Sơn. Ngọt như rất ruột luôn. Ngọt như mía lùi luôn. Có một cái chi tiết gì, cái hệ lụy gì đó, cảm giác nó có vấn đề gì đây chú nhỉ? Tức là mình uống rượu bia nhiều, gan chú sưng to, cho nên là nhiễm độc gan và tưởng đã không qua khỏi. Mà đặc điểm lúc đó là con gái đang học đại học, cùng một lúc là cha nằm bệnh viện này, con lại nằm ở bệnh viện khác. Mà một lúc nên là một mình mà lo cả vợ cả chồng, nằm hai bệnh viện khác nhau, rất là vất vả. Con thấy là cô vẫn còn đang rất là xúc động từ khi mà nghe lá thư của chú gửi cho cô. Nghe là biết là chồng mình đã ghi nhận hết những cái gì mà mình trong thời gian ra mình đã bỏ công chăm sóc cho chồng, và mong muốn trong thời gian sắp tới cô cũng chăm sóc chú như xưa và nhiều hơn nữa, và chú cũng phải chăm sóc lại. Cô chú hãy đứng lên, chúng ta hãy thể hiện gì đó mà nãy giờ mình đang dâng trào cảm xúc ạ. Trước khi nói vài lời, chú có một món quà tặng cho bà xã. Anh muốn tặng cho em một kỷ niệm để chúng ta cùng nắm tay nhau đi một quãng đường gần 40 năm tiếp theo, chung vui với con với cháu. Hồi xưa thì còn khó khăn, mình chưa có cái gì nó cho nó xứng đáng. Bây giờ thì trong điều kiện bây giờ cũng tích lũy, tặng cho bà xã một món quà bất ngờ. Đây, tặng em. Yêu em trọn đời. Trời ơi. Ơi, những cặp tình nhân ơi, hãy nhìn lấy, sau một chặng đường rất dài, họ vẫn yêu nhau, vẫn những lời âu yếm ngọt ngào với nhau như thế. Và cảm ơn cô chú một tình yêu rất đẹp. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Chúc gia đình hạnh phúc.